đây khu vực chợ phía sau chợ Tân Định anh chị. Đi thẳng đường này thì chúng ta sẽ ra đường Trần Quang Khải lại nè. Đó, hoa nè. Ở đây chúng ta thấy là có cái đình ở đây bên má tay phải của em ngay góc ngã ba ngã tư đây, ở đình Phú Hòa anh chị, xin lỗi anh chị. Nhiều khi mình quên mất đình Phú Hòa. Đó, đường này là hướng đường ở Trần Quang Khải luôn anh chị. Đó. Dạ, em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn trong một cái ngày giáp Tết, chuẩn bị đón cái Tết Canh Tý 2020. Thì cái không khí Sài Gòn bây giờ nó rất là nhộn nhịp rồi anh chị. Em đang đứng ngay phía trước mặt anh chị, đây là cái ngã tư. Cái ngã tư này chúng ta băng thẳng qua ngã tư thì sẽ là đường Trần Quang Khải anh chị. Và chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ lên cầu Bông. Rồi thì cũng không để anh chị đợi lâu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi lang thang một vòng ở khu vực Tân Định anh chị, để vừa là ôn lại kỷ niệm cho cô chú anh chị vào cái dịp Tết này, cũng như là chúng ta xem cái không khí người dân ở khu vực Tân Định, những cái hoạt động nhộn nhịp mua bán ngày gần Tết ha, để chúng ta nhớ về cái Tết xưa. Thì một số cái địa điểm em sẽ chạy qua như là khu vực đường Trần Quang Khải nè, đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định, đường một số cái đường mà nó thân thuộc với lại cô chú anh chị á, như là đường Nguyễn Phi Khanh, đường ngay chỗ cầu xóm cầu mới, xóm chùa đó anh chị, ngay cái cầu sắt đó. Rồi mời anh chị chúng ta đi qua thẳng vào đường Trần Quang Khải nha. Đó. Những cái ngày cuối năm thì người người nô nức đi mua sắm, đi làm việc chuẩn bị cho cái ngày kết thúc của năm anh chị. Đó, đây là đầu đường Trần Quang Khải, chúng ta đi vào phía cầu Bông. Bên vé tay phải thì chúng ta sẽ có là Quang Nam Phật Đường, tay trái anh chị, xin lỗi anh chị. Đó, chúng ta sẽ chạy thật là chậm thôi ha. Con đường có cái hàng cây rất là đẹp. Đó. Đây đình Nam Chơn anh chị, đình Nam Chơn bên mé tay trái của em đây. Rồi. Con đường Trần Quang Khải này phải nói là nó giữ được cái nét xưa rất là nhiều anh chị, những cái hàng cây đó. Ở đây thì chúng ta sẽ đi ngang qua Bảo Sanh Viện Tân Định đó, cũng như là cái khu vực rạp văn hoa đây anh chị, phía trước rạp văn hoa bên mé tay phải của em đây. Ngày nay thì nó là một cái mall, một cái tòa nhà cao tầng đây anh chị, bên mé tay phải đây. Đó, xưa kia ở khu vực này là rạp văn hoa. Đó, rồi chúng ta đi tới đây, khu vực này là đường đi lên cầu Hoàng Hoa Thám. Đây anh chị, bên phải của em là sẽ lên cầu Hoàng Hoa Thám. Khi xưa thì ở trong này nó là cái xóm Vạn Chài anh chị. Đó, nó chưa có cái cầu Hoàng Hoa Thám như bây giờ đâu. Rồi, chúng ta đi thẳng qua ha. Không khí nhộn nhịp. Đó, có một chú chợ hoa Tết đi đó anh chị. Đây, phía trước anh chị là cái Bảo Sanh Viện nè. Bảo Sanh Viện bây giờ thì đang bỏ trống nha. Trước đó thì là cái chi cục thuế của quận nhất, bây giờ thì họ giờ đi rồi. Đó, một số cái nét xưa, những cái hình ảnh xưa trong cái dịp gần Tết như vậy chia sẻ cho anh chị và các bạn. Phía trước đây là một cái ngã năm giữa đường Trần Quang Khải nè, rồi đường Trần Khắc Chân là chúng ta đi về cái khu vực xóm cầu mới, xóm chùa đó anh chị. Đó,
Thì chúng ta sẽ đi thẳng qua luôn ha, đi trọn vẹn cái đường Trần Quang Khải luôn. Nhộn nhịp ngày Tết. Khu vực này là khu vực đồ chơi xe máy anh chị. Đó, anh chị có thể đi tới khu vực này tìm những cái món đồ cho xe, xe đổ đó anh chị, rồi dán xe nữa. Đây đang kẹt xe. Nói chung là một cái thực trạng cuối năm là chỗ nào cũng thường kẹt xe anh chị. Chỉ có ngày cuối cùng của năm thì nó mới thoáng thôi. Đây anh chị ha, đường Trần Quang Khải này. Em sẽ đi cho nó trọn vẹn cái con đường Trần Quang Khải này luôn. Rồi chúng ta sẽ quẹo vào một số cái con đường nho nhỏ nằm phía trong đây. Đây là đường Trần Nhật Duật cắt ngang đây anh chị. Đó, chúng ta đi thẳng qua luôn. Không khí Tết nó đến rất là gần rồi, và không riêng gì anh chị, bạn thân của em cũng đang rất là háo hức đón chờ tới cái ngày 30 mùng 1 về chúc Tết ba mẹ anh chị. Đó, cái Tết ở quê nó không có giống như Tết ở Sài Gòn mình, nó không có nhộn nhịp bằng, nhưng mà nó lại có cái tình nhiều hơn, đầm ấm hơn, về thăm gia đình, thăm làng xóm, nó vui hơn anh chị. Ở Sài Gòn thì những cái ngày trước Tết này, chứ còn mùng 1 trở đi thì đa số dân tỉnh họ về quê hết anh chị. Ở đây là đường Hai Bà Trưng, chúng ta quẹo phải thì đi qua khu vực Cầu Kiệu và lên chợ Phú Nhuận, ngã tư Phú Nhuận, đường Võ Duy Nguy đó anh chị. Bây giờ em sẽ quẹo trái ha, để chúng ta đi thăm chợ Tân Định. Rồi, mời anh chị chúng ta tiếp tục đi thăm chợ Tân Định. Rồi, trước chợ người ta bán cái gì ha? Hoa nè. Hoa, rất là nhiều hoa, quà Tết, hoa Tết. Rồi, em sẽ chạy nó chậm một tí ha, để anh chị dễ nhìn thấy cái hình ảnh cũng kỷ niệm, hình ảnh Tết. Quần áo bắt đầu người ta bán cũng rất là nhộn nhịp rồi. Đây là cái rạp rạp Kinh Đô, rạp Kinh Thành, Kinh Đô anh chị. Cái này nó là nhà sách Pha Sa đó, em vừa mới đi qua đó. Rồi bây giờ em sẽ quẹo vào cái đường Bà Lê Chân nha. Bà Lê Chân. Chúng ta đi một vòng khu vực Bà Lê Chân, xem cái chợ trái cây sát bên cái bệnh viện quận nhất ngày nay đây. Xưa kia nó là Y viện Tân Định. Đây bán trái cây. Đó, ở đây thì có một cái đình Nam Hòa. Khu vực Bà Lê Chân anh chị. Em vừa mới đi qua khu vực Y viện Tân Định. Chúng ta đi thẳng thì sẽ tới khu vực cái đình Nam Hòa đó. Đã để em đi, em nhớ như vậy á, biết là có nhầm hay không. Đây, khu vực chợ, phía sau chợ Tân Định anh chị. Đi thẳng đường này thì chúng ta sẽ ra đường Trần Quang Khải lại nè. Đó, hoa nè. Ở đây chúng ta thấy là có cái đình ở đây bên má tay phải của em, ngay góc ngã ba ngã tư đây, ở đình Phú Hòa anh chị. Xin lỗi anh chị, nhiều khi mình quên mất đình Phú Hòa. Đó, đường này là hướng đường ở Trần Quang Khải luôn anh chị.
Đó. Ở phía trước chúng ta sẽ rẽ vào cái con đường Mã Lộ, đường Mã Lộ khi xưa. Ở phía sau chợ Tân Định anh chị, đây là con đường mà khi xưa mà các cái bác xả ít á, bác kéo xe ngựa, bác đậu xe để chở các cái thương gia đi đi chợ đó, các cái giới nhà giàu đó anh chị. Khu vực chợ Tân Định thì khi xưa là gì, khu vực cái chợ dành cho giới nhà giàu thôi. Đây chúng ta quẹo vô cái đường phía sau chợ đây. Đây là đường Mã Lộ nha. Đó, bán buôn nhộn nhịp ngày Tết. Chúng ta ôn lại kỷ niệm một chút xíu. Thật ra thì đúng ra thì em sẽ đi bộ, nhưng mà nó nhiều chợ quá, mình đi cũng không hết được. Thành ra thôi thì đi dạo bằng xe máy. Hy vọng là anh chị cũng thông cảm và cũng dễ dàng quan sát ha. Đó, hình ảnh phía sau này là chợ cá, chợ hải sản, rau củ quả. Phía trong chợ thì bán những cái vải vóc quần áo, rồi các cái đồ dùng cho gia đình thôi, chứ không có bán đồ tươi sống. Rồi chúng ta đâm thẳng qua luôn ha, phía sau chợ nè. Đây, bán cá quá trời luôn anh chị. Ông táo nè, bán cá để cá cái bán mấy con cá chép đó anh chị. Rồi chúng ta quẹo ra phía trước chợ Tân Định nha. Hoa quá trời hoa. Đây bán rất là nhiều đồ. Chợ Tân Định cũng là một cái chợ mà anh chị cũng nên đưa vào danh sách để chúng ta đi chợ Tết. Đó, chúng ta nhìn bên tay trái sẽ thấy nhà thờ Tân Định. Đây, phía trước chợ Tân Định nha anh chị. Bãi vóc quần áo ha. Vẫn y như ngày nào thôi. Rồi nhìn bên trái chúng ta có đường Trần Quốc Toản ngày nay, xưa kia nó là đường ở Nguyễn Đình Chiểu để chúng ta đi về khu vực Trương Minh Giảng anh chị. Rồi em sẽ quẹo vào con đường Mã Lễ Chân tiếp để chúng ta đâm thẳng qua cái mé bên khu vực xóm chùa, xóm cầu mới của khu vực Tân Định ha, đường Trần Khắc Chân đó anh chị, Trần Khắc Chân ngày nay đó. Chợ nhộn nhịp, không khí vui vẻ, gây cái cảm giác chúng ta rất là háo hức anh chị. Rồi, mà chúng ta đâm thẳng qua luôn, đâm thẳng qua đường Trần Nhật Duật nha anh chị. Ở trong này thì chúng ta còn có một cái vị trí là cư xá Kiến Ốc nè, trường Văn Lang, trường Văn Lang, cư xá Kiến Ốc. Đó, những cái ngày dịp gần Tết nè anh chị. Đó, những cái hình ảnh ngày sắp Tết gửi đến cho anh chị ha. Hy vọng là chúng ta có dịp ôn lại kỷ niệm, nhớ về cái Tết xưa của mình ở khu vực Tân Định. Đó, trong này bây giờ toàn là công ty với lại những cái nhà cũng thuộc loại là khá giả không anh chị. Đó, chúng ta đâm thẳng cái đường này là ra khu vực kênh Vũ Lộc Thị Nghè luôn.
em sẽ đi thẳng ra khu vực kênh Du Lộc Thị Nghè, rồi chúng ta rẽ bên tay phải đi xuống khu vực xóm Cầu Mới, xóm Chùa, rồi chúng ta đi một đoạn ngắn ở đó nữa để nhìn ngắm cái phố phường nha. Rồi sau đó chúng ta tạm dừng và chuyển qua cái video khác ngày Tết. Cái khu vực Tân Định này là cũng là một cái khu vực rất là nhiều kỷ niệm đối với em. Đây anh chị, kênh Du Lộc Thị Nghè đây. Đi hướng này đi thẳng luôn, hoài hoài thì chúng ta sẽ đi xuống Sở Thú. Đi xuống khu vực chợ Thị Nghè, cầu Thị Nghè ha. Đó, những cái hình ảnh rất là dễ thương. Bên máy tay trái của em là chúng ta sẽ đi qua đường Phan Xích Long ngày nay đó. Xưa kia thì nó có tên là Thái Lập Thành. Rồi khu vực xóm Nước Đen. Rồi chúng ta quẹo phải vô đường Trần Khát Chân nè. Chúng ta đi khu vực cái xóm Chùa, xóm Cầu Mới đó. Để đi thẳng hướng này luôn thì chúng ta ra ngay khu vực chợ Tân Định lại anh chị. Bình thường thì nó khác, ngày Tết thì không khí nó lại càng khác nữa anh chị. Nó mang nhiều cái cảm xúc hơn. Rồi, chúng ta băng tới cái ngã 5 nha, tới ngã 5 ngay chỗ đường Trần Quang Khải đó. Anh chị có thể có dịp ôn lại cái kỷ niệm trên cái khu vực này luôn, những cái nơi mình đã từng sinh sống khi xưa đó anh chị. Cái khu vực ở những khu vực phía trong này thì nó không có nhộn nhịp giống như ngoài chợ lớn. Khu vực ngoài chợ lớn thì Tết nó nhộn nhịp lắm, tại vì nó chuyên những cái mặt hàng cho ngày Tết anh chị. Mà ở đây thì chúng ta đi với cái mục đích ôn lại kỷ niệm, rồi nhìn ngắm cái không khí là chính ha. Rồi, chúng ta đi thẳng hướng này nè, chúng ta sẽ đi ra khu vực ở chợ Tân Định anh chị, chợ Tân Định, nhà thờ Tân Định. Đó, thì một cái đoạn video ngắn gửi tới cho cô chú anh chị và các bạn trong những cái ngày cuối năm. Chúng ta ôn lại kỷ niệm, vừa ôn lại kỷ niệm, vừa ngắm nhìn đường phố, những cái hoạt động mua bán của cái khu vực mình đã từng sinh ra và lớn lên ha. Gửi đến cho anh chị cũng như gửi đến anh chị cái lời chúc sức khỏe, cái lời chúc năm mới sắp tới đó. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên kênh của lớp Ly Sài Gòn tiếp tục ở những cái video sau nữa nha anh chị. Đây khu vực phía sau chợ Tân Định, phía bên hông chợ Tân Định đó, đường Mã Lỗ đây anh chị, lúc nãy em mới đi qua đó. Đó, chúng ta sẽ kết thúc cái video ở cái địa điểm nhiều ký ức này, bên hông chợ Tân Định.